trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân gian. Tâm hồn em tươi mát rơi như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ, như chim bay về khắp miền em lên đường, tung bay xa nhiều thế hệ cháu Bác Hồ tự hào. Như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam, người cầm bút, người cầm súng, người đi tuổi trẻ bên em là